Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa các lớp 5. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập chung trang 47. Bài số 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Câu A. 42 mét, 42 mét này chúng ta giữ nguyên. Được. Chúng ta đổi ra cái 34 cm này đổi ra mét. Cm đổ mấy thì chúng ta chia cho 100. Chia 100 thì nó là 42,34. Nha. Câu B. Cái đơn vị này, cái đơn vị là decimet. Như vậy cái mét này chúng ta đổ decimet nó bản thân nó là gì? 560. Được. À. Chú ý nha, đơn vị là mét, cm, decimet. Rồi cái này chúng ta đổi ra decimet thì chúng ta sẽ chia cho 10. Đơn vị nhỏ chúng ta đổi ra đơn vị lớn là chúng ta chia. Mà đơn vị này liền kề nhau chúng ta sẽ chia cho 10. Chia cho 10 thì ngay chỗ này là gì? 5. Như vậy chúng ta sẽ ngay chỗ này chúng ta sẽ chia cho 10. Chia cho 10 thì ngay chỗ này là 2,9. Đó. Chia cho 10 ngay chỗ này là 2,9. 2,9 chúng ta sẽ 2,9 này chúng ta sẽ cộng với lại 560 như là 562,9. Được. 562,9. Không biết cái đơn vị này không là đơn vị là mấy chứ thì là giống như cái này, nhưng mà đơn vị là người ta họ cho decimet. Đó, decimet. Thì buộc lòng mét này chúng ta sẽ đổi ra decimet là 560. 560 cộng là centimet thì chúng ta decimet thì chúng ta đổi là còn 2,9. 2,9 ta cộng với là 560 là 562,9. mét này chúng ta giữ nguyên. Cái này chúng ta sẽ chia cho 100. Nè, như vậy là 6,02. Tại vì ngay chỗ này là hai chữ số 0, mà này có một số, một lần chúng ta thêm số 0 vô sau dấu phẩy và trước số 2. Cái này chúng ta sẽ chia cho 1000. Đơn vị nhỏ chúng ta sẽ chia cho đơn vị nhỏ, đổi đơn vị lớn là chúng ta sẽ chia cho 1000. Chia 1000 là ba chữ số 0 là 1 2 3 4,352. Được. Chia là dời qua bên tay trái, nhân là dời qua bên tay phải. Được. Ví dụ như thầy có là 2,4 5. Nếu như nhân thì cái dấu phải nó dời qua bên này. À. Nếu chia thì dấu phải nó dời qua bên này. Được. Dời qua là dời, nếu như nhân cho 10 thì dời một số, nhân là trăm dời hai số. Được. Bài số 2. Viết các số đo sau dưới dạng số đo là kg. Như vậy là chúng ta sẽ đổi qua kg hết. Như vậy là cái này là tận dụng ở đây chúng ta làm luôn. 500g bằng bao nhiêu kg? Là cái này chúng ta sẽ chia cho 1000. À, chia cho 1000. Chia cho 1000. 1000 ba chữ số 0 sẽ tương ứng cái này là đủ. Như vậy chúng ta sẽ thêm chữ số 0 đầu tiên vô. Rồi. Cái này 347 gram bằng bao nhiêu kg? Cái này thì cũng tương tự vậy, cái gram chúng ta đổi ra kg là nhỏ chúng ta đổi lớn chúng ta sẽ chia cho 1000. Rồi. Chia 1000 thì cũng giống như bên này là 0,347. 1,58. Chúng ta là bằng bao nhiêu kg? Thì đơn vị này thì chúng ta nhân cho 1000, tại vì lớn này đổi ra nhỏ là nhân cho 1000. À. Tại vì tấn chúng ta đổi ra ký là 1000, à, một tấn là đổi ra một cái một đổi ra ký là 1000 ký, được không? Nhân cho 1000. À, là nhân cho 1000 này. Nhân cho 1000.
nha. Nhân vô 1.000 thì dấu phải nên nó chuyển qua bên này. Thì một số 0 này cái dấu phải này nó sẽ mất đi rồi, như là 15 nha. Một số 0. Nè, một số 0 thì là 15. 15 còn lại hai số 0 này chúng ta sẽ thêm vô. Hai số 0 vô. Bài số 3. Cái này đổi ra mét vuông nha, đơn vị là mét vuông. Thì chúng ta tận dụng ở đây 7 km vuông bằng bao nhiêu mét vuông. Rồi 4 hecta, hecta là hecto mét vuông á, bằng bao nhiêu mét vuông. 8,5 bằng bao nhiêu mét vuông. Mét km vuông mà đổi ra mét vuông thì chúng ta nhân cho bao nhiêu. Số 1 nè, 2 số 0 nè. Số 1 là của km nha, số 1 là của km vuông nha, 2 số 0 là của hectare nè, 2 số 0 là của deca nè, 2 số 0 là của mét vuông này. Đó. Như vậy 7 này chúng ta nhân cho bấy nhiêu đó. Thấy số quá chừng không? Đây 7. Mấy số 0 này? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy chúng ta viết 6 số 0 vô. 2, 4, 6. Đó. Nè. Đơn vị lớn chúng ta đổi đơn vị nhỏ mà. Rồi cái này thì chúng ta hecta thì nó đổi ra mét vuông này chúng ta nhân cho bao nhiêu. 1 là của hecta nè. 2 số 0 là của deca nè. 2 số 0 là của mét. Như vậy đó là 4 này chúng ta nhân cho 4 số 0, thêm 4 số 0 vô. Đấy. Rồi cái này cũng tương tự vậy, là chúng ta nhân cho 4 số 0. 4 số 0 này, 1 số 0 này sẽ tương ứng với lại 1 số 0 này sẽ tương ứng với dấu phải, như vậy là 85. 85 như vậy là còn lại 3 số 0 nó thêm vô. 1, 2, 3. Rồi câu B. Câu B thì hết giấy thì chúng ta sẽ làm ra vô trong này. Nè, hết giấy. Giấy chúng ta sẽ làm đây. Câu 3B. 30 dm vuông bằng bao nhiêu mét vuông. Rồi 300 dm vuông bằng bao nhiêu mét vuông. 515 dm vuông bằng bao nhiêu mét vuông. Thì cái này là gì? dc mà chúng ta đổi ra mét là chúng ta đơn vị nhỏ này à. Tất cả đơn vị nhỏ chúng ta đổi đơn vị lớn, nhỏ chúng ta đổi ra lớn là chúng ta sẽ chia đơn vị này qua đơn vị này liền kề nhau, chúng ta chia cho 100 à. Chia 100 thì cái này là 0,30 nha. Số 3 nha. Số 3 mà hơi móc, Rồi cái này là chúng ta sẽ chia cho bao nhiêu? Cũng tương tự vậy, chúng ta sẽ chia cho 100. 2 số 0 trên 2 số 0 dưới coi như là hết nha, như là còn số 3. Cái này cũng tương tự vậy, chúng ta nó chia cho 100. Thì chia cho 100 thì cái chúng ta trên này dấu phải nó thì sẽ giờ chia thì giờ vô trong. Giờ vô là hai số, như vậy là 1,15. Dạ. Bài số 4. Bài số 4 cái gì đây?
Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15 km và chiều rộng là bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích sân trường với độ dài là mét vuông và hecta. Vậy nửa chu vi chỗ này chúng ta phân tích ra nè. Nửa chu vi có phải là gì? Dài cộng rộng không? Dài ta cộng rộng là bằng 0,15 km. Km. Và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Như vậy là chúng ta có tỷ số. Được không? Tỷ số. Như vậy chứ bài này nó sẽ rơi vô cái dạng là gọi là tổng tỷ. Được không? Tổng tỷ. Tổng tỷ. Như vậy là chúng ta cái dạng bài này chúng ta sẽ giải như thế nào? Ra vô cái bài tổng tỷ thì chúng ta sẽ tổng số phần. Chúng ta sẽ giải là tổng số phần. Trước tiên là đây là tổng tỷ cho nên là tổng số phần. Mà nếu như hiệu tỷ là hiệu số phần. Tổng số phần bằng nhau. Vậy là 2 ta cộng cho 3 là bằng 5 phần. Rồi như vậy là bây giờ là gì? Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, là có nghĩa là rộng là 2 phần mà dài là 3 phần. Vậy cho chúng ta tính cái chiều nào cũng được đó. Rộng trước cũng được, dài trước cũng được đó. Tính chiều rộng đi ha. Chiều rộng nhưng mà trước tiên chúng ta tính chiều rộng thì ngay chỗ này chúng ta km này chúng ta sẽ đổi ra. Được, đổi ra. Quay mắt đúng ra đây này chúng ta sẽ đổi ra ha. Người ta yêu cầu là tính mét vuông thì chúng ta sẽ đổi ra cho nó dễ, tại vì cái này chúng ta chưa học cái chia số tập phân cho nên ác thế. Chúng ta ngay chỗ này chúng ta sẽ đổi ra. Đổi ra ngay chỗ này là gì? Không phải 15 km bằng bao nhiêu mét? Bao nhiêu mét? Ok, mét chứ sao mét vuông. Khuya là sao nó rối đen. Như vậy ngay chỗ này là km mà đổi ra mét thì chúng ta sẽ nhân cho 1000. Được không? Từ lớn chúng ta đổi ra nhỏ là nhân cho 1000. Cái này chúng ta sẽ nhân cho 1000. Nhân cho 1000 thì là 3 chữ số 0. Được không? 3 chữ số 0 thì sẽ 2 chữ số 0 vô đây rồi. 2 chữ số 0 nó sẽ vô đây nè. Còn 1 chữ số 0 là vô đây. Được không? 1 chữ số 0 vô đây. Nửa chu vi là 150 mét. Như vậy chúng ta sẽ lấy là gì? Chiều rộng là lấy 150. Nó chia cho 5 phần. Và chúng ta nhân cho 2 bằng 150 mà chúng ta chia cho 5 là 30. 30 ta nhân 2 là bằng 60. 60 mấy. Cái đơn vị mét này chúng ta ghi là cho nó gần gần cho nó dễ nhìn, chứ để xa quá nhìn có vẻ nó là ấy. Mét để nè. Rồi chúng ta tính chiều dài nha. Chiều dài là chúng ta có hai cách tính. Một thì chúng ta lấy tổng cái này chúng ta trừ 60, được không? Cách thứ hai thì tương tự như vậy nhưng mà chúng ta nhân cho 3. Được, nhân cho 3. Cách nào cũng được. Chúng ta lấy 150 nè và trừ cho 60 nè bằng 90 nè. 90 mấy. Được. Nhớ nha, cách thứ hai là chúng ta lấy 150 chúng ta chia 5 rồi chúng ta nhân cho 3 phần, tại vì chiều dài là 3 phần. Tính cách nào cũng được. Rồi, chúng ta đã có chiều dài và chiều rộng. Để yêu cầu là tính diện tích. Diện tích
chỗ này nó hết giấy rồi cho nên thầy tiết kiệm là diện tích là luôn ha, diện tích là, diện tích hay là diện tích cho nó đầy đủ là sân trường là. Chúng ta lấy 60 nhân cho 90 bằng 9654 mét vuông, được không? Rồi người ta nói là bao nhiêu hecta, ngay chỗ này chúng ta bằng luôn. Nó là đổi ra hecta là bao nhiêu? Hecta có chính là bằng hecto mét thì chúng ta sẽ chia cho bao nhiêu? Nè, ngay chỗ này chúng ta sẽ chia cho hai chữ số 0 là của mét, hai chữ số 0 là của deca mét và số 1 là của hecta. Như vậy cái số này chúng ta sẽ chia cho 10.000 thì sẽ ra là hecta. Hecta là hecto mét đó, được không? Vậy chúng ta sẽ chia ra bao nhiêu đây? Bốn số đó, 1 2 3 4 và chính là bằng 0,54 hecta. Nè. Rồi đáp số. Đáp số mấy em, đáp số hai đáp số nha. Đáp số là chỗ này là thiếu ra giấy rồi. Đáp số là 5400 mét vuông và là 0,54 hecta. Được. Đáp số mấy em tự đáp số nha, chỗ này thầy thiếu rồi cho nên thầy không có chỗ đáp số. Đáp số không đủ, ghi đáp số đi. 5400 mét vuông và 0,54 hecta. Cố gắng. Cố gắng lắm mới vô đủ. Nè. Nè, tôi nhắc lại chỗ này nè. Chúng ta đây là mét vuông á, ta đổi ra hecta, hecta chính là hecto mét vuông đó. Nè, hecto mét vuông. Thì hecto mét vuông. Thì chúng ta sẽ đổi ra chia cho 10.000. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.